Hôm nay là ngày 16 tháng 12 năm 2020 nha các bạn. Thì do hôm nay mình bận không thể quay video được nha các bạn, nên mình sử dụng video cũ lúc mà mình thu hoạch sẻ út năm rồi các bạn. Các bạn cũng thông cảm cho mình nha. Để các bạn không thể không chờ lâu thì mình cũng xin được báo giá nha các bạn. Giá xài hôm nay thì vẫn giữ được như hôm qua nha. Xài vàng nhất là 53.000 một ký, vàng 2 là 32.000 một ký, xài xanh nhất là 42.000 một ký, xài xanh 2 là 32.000 một ký, xô vàng là 42.000 một ký các bạn. Hôm nay thì mình xin được cái giá xài xô vàng của dựa báo là 42.000 một ký nha. Còn xài 3 là 8.000 một ký nha các bạn. Thì do hôm nay mình bận quá các bạn ơi, thì mình không thể quay video cho các bạn xem được. Mình tìm trong máy được cái video này thu cận cảnh mình thu hoạch xài út hồi năm ngoái các bạn. Thì đối với một số bạn xài út này rất là lạ, mình đảm bảo luôn một số bạn chưa biết xài này đâu. Thường thường là xài Đài Loan là ở Cao Lãnh, Đồng Tháp hoặc An Giang là nhiều, còn mà xài út thì rất ít nha. Xài út này là trồng nhiều nhất là ở miền ngoài nha các bạn, miền đông á, từ khu vực Khánh Hòa đồ cũng nha. Thì các bạn xem video có ai ở Khánh Hòa thì comment cho mình biết nha các bạn. Thì theo thông tin của mình biết là xài út này có mặt nhiều ở từ Khánh Hòa đổ ra nha, trồng rất là nhiều nha các bạn. Xài út này là hình như mình nhớ là đợt đỉnh điểm sốt giá của nó là 80.000 một ký đó các bạn, rất là lâu rồi, khi đó nó rất là có giá nha. Còn xài út này hồi năm ngoái mình bán là giá bằng với Đài Loan xanh nha các bạn. Xài út thì nó đậu rất là mạnh các bạn ơi, trái rất là to. Mình không có bao, hồi năm ngoái mình không có bao, nhưng mà trái rất là đẹp nha, nó chống được bệnh rất là tốt nha. Hầu như là gùi vàng đục là nó ảnh hưởng ít lắm các bạn, ý là mình xịt thuốc năm rồi mình xịt thuốc rất là ít đó. Là sức sống, sức đề kháng của xà út này rất tốt nha các bạn. Thì mời các bạn xem video tiếp tục nha. Thì các bạn xem video thấy hay thì hãy nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha, và nhấn nút like. Nếu mà trong video mình có nói gì sai sót thì các bạn hãy comment bên dưới để mình có thể hoàn thiện hơn các bạn. Mình cũng xin nhắc lại nha, video này là video thu hoạch xài hồi năm trước nha các bạn. Do hôm nay mình bận mình không làm được nha, mong các bạn thông cảm. Xin chào và hẹn gặp lại.